Vâng, xin chào anh chị các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với CD Video quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook phiên bản 2020 của giảng viên Nguyễn Phan Anh và chuyên gia marketing Nguyễn Phan Anh là tôi. Và để thay đổi không khí thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video trông lịch sự và trang trọng như này. Tôi sẽ nói về một cái chủ đề, đấy là hiệu suất quảng cáo là như thế nào. Thông thường thì sau khi chúng ta đặt quảng cáo, chúng ta sẽ thường quan tâm đến hiệu quả của quảng cáo. Vậy thì hiệu quả của quảng cáo phụ thuộc vào những điều gì và những tiêu chí gì đánh giá hiệu suất quảng cáo đó, đúng không ạ? Thì đầu tiên tôi sẽ nói về những cái yếu tố mà tác động trực tiếp đến hiệu quả quảng cáo. Đầu tiên đó chính là sản phẩm và dịch vụ mà bạn bán. Thì trả lời cho câu hỏi là sản phẩm đó là sản phẩm gì, dịch vụ đó là dịch vụ gì, tính thiết yếu có cao hay không, giá cả của nó như thế nào, bạn có tung ra chương trình khuyến mại hay không, sản phẩm có thương hiệu hay không. Tất cả những điều đấy đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất quảng cáo là tốt hay không tốt, đúng không ạ? Thứ hai, đấy là chúng ta sẽ phụ thuộc vào khách hàng mục tiêu. Khách hàng của chúng ta là già hay trẻ, khách hàng của chúng ta ở tỉnh hay là ở nông thôn, khách hàng của chúng ta là khách giàu hay khách nghèo, chúng ta bán dòng sản phẩm định vị cao hay định vị thấp hay giá cao, có khuyến mại, có free ship gì hay không, đúng không ạ? Thì nó liên quan đến giá bán của sản phẩm. Đó, và tiếp tục, đấy là chúng ta phụ thuộc vào nhắm chọn mục tiêu của chúng ta. Chúng ta nhắm rộng hay nhắm hẹp, chúng ta nhắm bao gồm loại trừ hay là chúng ta nhắm vị trí hiển thị là tự động hoặc là nhắm vị trí hiển thị là theo cái lựa chọn. Thì tất cả các mục tiêu nhắm chọn rộng hay hẹp và mỗi một cái thay đổi của chúng ta về tuổi tác, giới tính, khu vực, miền, sở thích, thói quen, hành vi đều dẫn tới những cái hiệu suất quảng cáo khác nhau. Đây là cái đặc thù rất là đặc trưng của Facebook. Rồi thì cũng phụ thuộc vào yếu tố của fanpage. Fanpage của chúng ta mới hay cũ, nhiều like hay ít like, có thương hiệu hay không có thương hiệu, có uy tín hay không có uy tín, có được chăm sóc nội dung tốt hay không, hay là cứ chỉ chạy quảng cáo rồi bỏ bê, để có được vote hay được rank, những cái gọi là đánh giá phản hồi có tốt hay không, và chúng ta chăm sóc khách hàng có tốt hay không, thì phụ thuộc vào fanpage. Chúng ta cũng sẽ phụ thuộc vào tài khoản quảng cáo cá nhân hay tài khoản quảng cáo trình doanh nghiệp, tài khoản cáo chạy nhiều hay chạy ít. Ví dụ những cái tài khoản lâu đời mà chạy nhiều tiền rồi thì nó có cái giá thầu tốt hơn rất nhiều. Đấy là lý do tại sao mà nhiều người ta sẽ phải chạy nhiều tài khoản quảng cáo trên nhiều fanpage khác nhau để tạo được ra được cái giá thầu tốt nhất, hoặc là có những cái chiến lược chạy khác nhau. Chiến lược chạy ví dụ chạy ngân sách nhỏ, chạy ngân sách lớn, chạy ngân sách chia ra, chạy thành nhiều tỉnh, chạy thành nhiều chiến dịch, chạy trên nhiều page, nhiều tài khoản. Đó. Hoặc là chúng ta nhân chiến dịch như thế nào. Đấy là những cái yếu tố ảnh hưởng liên quan đến tài khoản quảng cáo, được chưa ạ? Và cách chúng ta set up chiến dịch. Rồi thì nội dung quảng cáo. Nội dung quảng cáo thì bao gồm 3 phần chính, đấy là hình ảnh, video, đường link và ngôn ngữ, đúng không ạ? Thì có thể là sẽ xuất hiện những cái phần như thế. Thế thì ví dụ như hình ảnh chúng ta có bắt mắt hay không, có thực sự hấp dẫn hay không, video của chúng ta làm có hay hay không, có thu hút hay không từ những giây đầu tiên, đúng không ạ? Ngôn ngữ của chúng ta có phù hợp với khách hàng mục tiêu hay không, ngôn ngữ của chúng ta có giật tít, có đủ mạnh hay không. Thì tất cả những điều đó là ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của quảng cáo, được chưa ạ? Vâng, còn tiếp tục, đó là chiến lược quảng cáo, chúng ta tăng tiền như thế nào, chúng ta quảng cáo nhiều hay ít, chúng ta có sử dụng các cái chính sách chăm sóc khách hàng, tăng những cái đơn hàng hay không, chúng ta có những cái chương trình mà giúp cho khách hàng là tái mua tốt hay không. Đấy là cái chiến lược bán hàng, chiến lược chăm sóc khách hàng của chúng ta. Rồi thì mục tiêu quảng cáo của chúng ta là gì, chúng ta có 13 mục tiêu khác nhau, tương tác khác nhau, truy cập khác nhau, video khác nhau, khách hàng tiềm năng là khác nhau, hoặc là chạy chuyển đổi là khác nhau. Thì với mỗi một cái mục tiêu khác nhau thì chúng ta cũng sẽ tạo ra những cái hiệu suất quảng cáo khác nhau. Đấy, rồi thì cái chính sách bán hàng của chúng ta có cho phép đổi, cho phép trả, có cam kết, có lừa đảo này kia hay không, chúng ta có phải là một người bán hàng uy tín hay không, chúng ta phải là một người có thương hiệu hay không, hay là một cái doanh nghiệp có thương hiệu hay không, đã kinh doanh lâu hay chưa. Thì tất cả những cái chính sách bán hàng như vậy cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất quảng cáo, bởi vì người ta đọc, người ta xem và người ta đọc cái nội dung như vậy thì người ta thấy là người ta sẽ cần phải mua hay không mua. Đấy, ví dụ như các bạn cho đổi, cho trả, cho bảo hành 24 tháng thay vì 12 tháng, bảo hành 1 đổi 1 hay là mua 1 tặng 1 kiểu như vậy, thì những cái chương trình như vậy nó sẽ là ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất quảng cáo. Rồi thì tính thời điểm, ví dụ như là xuân hạ thu đông, dịp Tết, hay bây giờ đang là dịch bệnh Corona, đúng không, nCoV hay Covid-19 là những cái tên gọi khác nhau. Thì giả sử như các bạn có khẩu trang, các bạn có nước rửa tay, các bạn có nhiệt kế, các bạn đăng lên cái bán chạy mầm, không cần phải chạy quảng cáo, số lượng đơn hàng rất lớn. Thì tôi đang nói là đấy chính là cái tính thời điểm. Thì tất cả những cái yếu tố tôi vừa nêu như là sản phẩm này, giá bán này, khách hàng mục tiêu này, nhắm chọn này, fanpage này, tài khoản quảng cáo này, nội dung quảng cáo này, chiến lược quảng cáo này, mục tiêu quảng cáo, chính sách bán hàng, tính thời điểm,
tôi vừa liệt kê là 12 cái tiêu chí nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất quảng cáo. Vậy thì bạn muốn cải thiện được hiệu suất quảng cáo thì bạn phải thay đổi một trong số các yếu tố này hoặc là thay đổi tất cả các yếu tố này. Đấy, ví dụ như là sản phẩm không thay đổi được thì bạn phải thay đổi hình ảnh. Hình ảnh bạn thay đổi rồi vẫn không hiệu suất thì bạn phải thay đổi chương trình bán hàng. Chương trình bán hàng thay đổi rồi vẫn không được thì bạn phải thử cái media là video chẳng hạn. Rồi bạn phải ra chương trình khuyến mại, bạn phải tăng chương trình bảo hành lên. Ví dụ như thế thì mình sẽ có thể làm thay đổi. Và chúng ta phải thay đổi tất cả để chúng ta có được cái lượng đơn hàng tốt. Thí dụ như là tôi có nói về một cái công ty sản xuất áo sơ mi và họ chạy quảng cáo. Thế thì họ chạy quảng cáo thì họ bị lỗ 30%. Cứ doanh thu một ngày 10 triệu là họ lỗ 3 triệu. Doanh thu 20 triệu họ lỗ 6 triệu. Thế sau đó thì tôi đã đến tư vấn, đào tạo và hỗ trợ cho họ trong vòng 3 ngày liên tục. Đúng không ạ? Và sẽ ngay lập tức là thay đổi được cái mức doanh số từ âm 30 lên đến dương 30%. Đó, bởi vì chúng tôi làm thế nào? Chúng tôi thay đổi về nội dung, chúng tôi thay đổi về chương trình khuyến mại, thay đổi về cam kết, thay đổi về bảo hành bán hàng. Ví dụ như là cho đổi trả chỉnh sửa cái áo sơ mi như vậy, cho đổi trả thoải mái để làm sao tăng được tỷ lệ chốt đơn lên. Đấy, rồi tôi đào tạo cho nhân viên là khi khách gặp câu hỏi này thì trả lời thế này, khi khách đặt câu hỏi này thì trả lời thế kia. Rồi thì tôi thay đổi hình ảnh, tôi chụp với người mẫu khác, tôi viết ngôn từ khác, tôi làm thêm các cái chứng nhận vân vân. Thì chạy quảng cáo thì tôi nhắm chọn sâu hơn vào đúng tập khách hàng mong muốn, chọn vào các cái tỉnh thành mà khách có cái lượng tiêu dùng tốt. Đấy, rồi tôi phát triển thêm cả mảng bán buôn nữa. Thì với tất cả những thông điệp như vậy là giúp cho doanh số đã tăng lên rất nhiều. Và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm vào cái khả năng tư vấn cũng như là cái đào tạo của tôi cho các bạn về cái hiệu suất quảng cáo nha. Và nếu các bạn có bất kỳ cái câu hỏi nào liên quan đến quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook nói riêng và trên Internet Marketing Online nói chung thì các bạn có thể liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi và công ty PA Marketing để được tư vấn và trợ giúp. Hoặc là các bạn có thể tham dự các cái khóa học offline, khóa học online của chúng tôi như là các bạn đang xem ở đây rồi. Được chưa ạ? Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Và xin chào, hẹn gặp lại trong các cái chương trình đào tạo trực tiếp, đào tạo tư vấn 1-1 của giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Xin cảm ơn.